Hai ngày qua, hàng chục cán bộ chiến sĩ sư đoàn 372, quân chủng phòng không không quân đã có mặt tại khối phố Bình Ninh, phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam để sửa lại nhà cửa cho các hộ dân bị ảnh hưởng sau vụ rơi máy bay hôm 9 tháng 1. Tại nhà của bà Nguyễn Thị Hiền, năm 2 tuổi, các chiến sĩ của sư đoàn 372 tiến hành tháo dỡ toàn bộ mái tôn để lợp tôn mới. Bà Hiền cho biết, mảnh vỡ của máy bay rơi trúng khiến mái tôn của gia đình bà bị thủng nhiều lỗ. Rất may mắn, trong nhà không có ai bị thương. Sau khi khảo sát, sư đoàn 372 đã thống nhất thay mới toàn bộ phần mái tôn cho gia đình bà Hiền. Sư đoàn 372 cũng thống nhất lợp lại ngói mới, đổ mới một dầm xung quanh mái nhà và xây mới 3 căn phòng bị sập do ảnh hưởng của vụ rơi máy bay cho gia đình ông Nguyễn Thanh Chính, 70 tuổi. Đây là ngôi nhà bị thiệt hại nặng nề nhất trong vụ rơi máy bay. Bên cạnh khắc phục những ngôi nhà bị hư hỏng, sư đoàn 372 cũng đã cùng chính quyền địa phương thống kê thiệt hại, đền bù hoa màu, cây cối trong vườn nhà của các hộ dân. Trước đó, như báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 9 tháng 1, Trung đoàn 929, Sư đoàn 372, Quân chủng Phòng không Không quân tổ chức bay huấn luyện ngay tại sân bay Đà Nẵng theo kế hoạch. Máy bay Su-22, số hiệu 5880 do phi công Đỗ Tiến Đức, đại úy, phi đội trưởng phi đội 1 điều khiển, cất cánh từ lúc 11 giờ 4 phút đến 11 giờ 14 phút, phi công báo máy bay gặp sự cố không thể về hạ cánh được. Chỉ huy bay lệnh cho phi công cố gắng đưa máy bay ra khỏi khu đông dân cư và tiến hành nhảy dù. Phi công đã nỗ lực đưa máy bay ra xa khu dân cư và nhảy dù tại vị trí cách trục đường băng về phía nam 19 km thuộc thị xã Điện Bàn. Thông báo của Bộ Quốc phòng nêu và cho biết, Quân chủng Phòng không Không quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chính quyền địa phương phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân thị xã Điện Bàn, vụ rơi máy bay làm một người dân bị thương, làm tóc, hư hỏng mái ngói, sập tường của một số hộ dân.